Em chào mọi người nha. Thì hôm nay em có một cái bộ ban me size lớn nha mọi người nha. Bộ ban me này là gồm một cây 125 đến 100 đến 200 đến 225 nè. 225 đến 250. 250 đến 275, 275 đến 300. Và 300 đến 325, 325 đến 350 nha. Tổng 6 cây này là từ 200 đến 350 mm nha mọi người nha. Đây, để em quay cận cảnh cho nha. Rồi, đầu tiên là cái cây 200 đến 225 ha. Kèm cái dưỡng kiểm nha. 200 mm thì có một đầu nó bị rỗ rỗ chút xíu nha, em đã kiểm tra rồi. Nó vẫn ok nha. Đây, hoạt động thì quay nhẹ nhàng nha. Đó, mọi người thấy không? Em quay nó chạy o o luôn nha. Ống số là 0M nha, tất cả 6 cây này ống số đều đẹp hết nha. Đó, hoạt động nhẹ nhàng nha. Rồi, cây có một vài cây nó sẽ bị mẻ dâm ở chỗ cái cạc bay này nha, nhưng vẫn đo bình thường nha, không ảnh hưởng gì hết. Rồi, tới cây cái cây nào mẻ thì em sẽ quay tới đó sẽ nói mọi người nha. Đây, ví dụ như cây này nè. Ở đầu này nó có mẻ chút xíu chỗ này nha. Nhưng mà không ảnh hưởng gì nha. Không được thấy nha. Không ảnh hưởng gì hết thôi. Cây này từ 225 đến 250 nha. Quay rất nhẹ nha. Rồi. Tiếp theo là cây 250 đến 275 ha. À, cây này thì đẹp rồi. Thông cảm em quay ở ngoài nên hơi ồn chút xíu nha mọi người nha. Đây, cái ống cái này nó có bị một chút xíu rỉ xét cái này nha, không ảnh hưởng gì tới số nha. Vạch số rõ ràng ha. Đo nhẹ nhàng ha. Đó. Tới 275. Tới cây 275 đến cây 300 nha. Đến 300 nha. Đây, em lấy vào đây. Tất cả đều đủ dưỡng hết nha mọi người nha. Đây, cây này chỗ này có mẻ một chút xíu, chỗ đầu giống cái đầu kia nha. Mọi người thấy không? Một chút xíu nè. Nhưng không ảnh hưởng gì hết nha. Vẫn đo bình thường nha mọi người. Mẻ một chút xíu bên cái hông này nè. Đó, vậy. Hẹt. Rồi, mọi người thông cảm em quay ở ngoài hiên nên là nó hơi ồn chút xíu nha. Xe không đi ngang nó sủa dữ quá. Rồi, tiếp theo là cây 300 đến 325 nha. Hàng. Rồi, cây này cũng khá đẹp nha. Nó sơn mà. Còn khá đẹp luôn nha. Đó, đầy đủ dưỡng hết nha. Cây này thì quay rất nhẹ nha. Đó, rất là nhẹ nhàng luôn. Em đã kiểm tra ok hết rồi nha. Vậy chỉ việc xài thôi. Rồi, tới cây này 325 đến 350, cây này của hãng NSK nha, không phải Mitsubishi nha. Đây, NSK nè. Đó. Cây này cũng đo nhẹ nhàng thôi ha. Không có gì khác nhau hết á. Đo vẫn chính xác nha, kèm dưỡng luôn nha. Rồi. À, mọi người ai cần cái ban me mà size lớn này thì liên hệ cho em nha. Đó. Một bộ như vậy là 6 cây nha mọi người nha. Một bộ là 6 cây nha. Thì em bán một bộ như vậy thì nếu mà mọi người lấy hết 6 cây là 6 triệu nha. 6 cây 6 triệu, còn nếu như mà mọi người lấy lẻ thì giá nó sẽ khác đó nha. Đó. Ưu tiên là mọi người lấy hết 6 cây ha. 6 cây là 6 triệu nha. Rồi, em cảm ơn mọi người nha. Tất cả là hàng Nhật hết nha mọi người. Xài ok nha.